vô phải không ơi, nói lại nha, cái điểm của là sao hay là như nào, ví dụ là trong quá trình mật đang dao động người ơi, thì đang dao động bình thường nhưng bỗng nhiên mình giữ điểm cố định ở một vị trí nào đó, trang 7 sách chuyên đề á, đúng bạn, sách chuyên đề nha. Thì nếu như các bạn giữ điểm cố định lại thì hiện tượng sẽ ra gì đổ biết á, nếu như mình giữ điểm cố định lại thì có thành phần nào không còn dao động nữa, cái này như nào vậy nha, nhưng mà mình giữ điểm cố định lại đúng không, thì thành phần nào không dao động, thành phần đằng sau này không dao động, đúng chưa? Ok các bạn. Nên do đó trước khi làm cái này á, các bạn qua một phần trước cho mọi người về bản chất của nội dung này là gì, các bạn ghi mình trước cho phần bản chất các bạn. Mọi người phải hiểu được hai nội dung này thì các bạn mới thực hiện được cái bài toán liên quan là giữ điểm cố định cho tờ sơ ấy. Trang 7 của chuyên đề ha. Trang 7 của chuyên đề. Sách chuyên đề. Rồi, câu ý nhất đó là người nhớ mình đầu tiên mà thôi, đó là độ cứng K sẽ tỷ lệ nghịch với lại chiều dài L, ok ha. Nghĩa là nếu như chiều dài càng ngắn á thì lò xo sẽ càng cứng. Ví dụ như các bạn biết những lò xo anh muốn bi đi thì những cái lò xo đó chiều dài rất ngắn đúng không? Nhưng các bạn muốn giãn ra sao bạn cũng dễ không? Không, bởi vì độ cứng của nó sẽ khó hơn bình thường đó mọi người ơi, ok ha. Vậy đầu tiên mọi người chú ý nhất, độ cứng lò xo tỷ lệ nghịch với L, bạn ghi cho mình mọi người ơi. Bản chất, ý thứ 1, độ cứng K của lò xo tỷ lệ nghịch với chiều dài L các bạn ơi. Độ cứng K tỷ lệ nghịch với chiều dài L. Độ cứng K tỷ lệ nghịch với chiều dài L. Độ cứng K tỷ lệ nghịch với chiều dài L. Mình nghĩ một cục rồi đúng không? Độ cứng K tỷ lệ nghịch với L ha mọi người ơi. Nên dẫn tới một điều rằng đó, đó là gì mọi người ơi? Chúng ta sẽ có là tích KL các bạn bằng K1 L1 bằng K2 L2 ha, và bằng với lại một cái hằng số nhất định nha mọi người. Nên chúng ta có cái điều này mọi người. Rồi tích K1 K2 bằng hằng số, ok ha. Ghi chú với mọi người, thứ nhất cái bản chất các bạn ơi, độ cứng K tỷ lệ nghịch với dạy L ha mọi người. Đây là nội dung nằm trong chương trình lý nâng cao quá, nhưng mà bổ dụng không thi nâng cao nha mọi người, nhưng vẫn ra được bình thường. Bởi vì muốn ra nghề thì người ta sẽ ghi thêm một câu là biết rằng độ cứng tỷ lệ nghịch với chiều dài chấm chắc là người có cái việc này. Rồi ok mọi người. Với cái dạng bài này á thì tại sao mình lại nói cái điều này mọi người? Ví dụ như là nếu chiều dài mình giảm một nửa thì độ cứng mình tăng lên bao nhiêu? Chiều dài giảm nửa độ cứng sao vậy? Nghịch mà tăng mấy lần? Tăng gấp đôi, ok ha. Độ cứng chiều dài giảm 1/3 thì độ cứng tăng gấp mấy? Gấp 3 lần. Mọi người nhớ dùng này là độ cứng tỷ lệ nghịch với chiều dài lò xo ha bạn. Rồi đây là điều đầu tiên nha mọi người. Điều thứ hai thì bạn ghi vô trước cho mình là mình sẽ giải thích sau các bạn, đó là thế năng đàn hồi của lò xo ha mọi người ơi. Thế năng đàn hồi của lò xo phân bố đều trên trục lò xo. Phân bố đều trên lò xo. Thế năng đàn hồi phân bố đều trên lò xo nghĩa là gì giờ nghe? Rồi ví dụ bây giờ thế năng lò xo, mọi người nhớ công thức thế năng lò xo bằng gì không? Thế năng đàn hồi gì không ạ? Nếu con đất nằm ngang, thế năng bằng đàn hồi bằng gì ta? Thế năng bằng gì ta? Thế năng bằng 1/2 K gì vậy? Delta L gì? L bình. Mà nếu nằm ngang thì delta L chính là gì luôn? X. Đúng không ạ? Vậy trong quá trình dao động của lò xo, mọi người giả bộ như chúng ta đang có thế năng đang là 80 joule chẳng hạn. Đúng rồi, ok ha. Thế năng ví dụ thế năng lò xo đang có 80 joule. Thì thực ra 80 joule này là gì mọi người? Nghĩa là lúc này mỗi phần trên nó đều có năng lượng dạt vào là 80 joule hết trên mỗi phần ha. Nhưng bây giờ nghe nè, nếu như chúng ta đến mình coi, mình đang chia mấy phần này vậy? Chia mấy phần này? 8 phần đúng không? Vậy nếu như mình giữ điểm cố định ở đây thì thành phần không dao động thành phần nào? Vậy thì đố biết thế năng còn nhiêu? Thế năng còn nhiêu? Nó mất đi mấy phần chứ mọi người? Tổng là 8 phần đúng không? Mất đi 2 phần chưa? Nghĩa là thế năng chứ còn nhiêu là 60. Đúng không vậy ha? Nếu như mình cắt cái chiều dài lò xo như đây thì thế năng mình còn nhiêu các bạn? 40. Nghĩa là mình sẽ có là một đơn vị chiều dài tương ứng là 10 joule không? Đúng bạn, ok rồi ơi. Và nếu như mình giữ ở ngoài này thì còn nhiêu thôi bạn? Bao nhiêu joule? 30 joule. Đúng rồi, nghĩa là cái thế năng này nó sẽ phân bố đều mọi người, và mất thì sẽ mất cái đương lượng tương ứng như vậy. Nhớ như vậy nha mọi người. Ok ha.
Vậy trong bài này bây giờ đối với lại hiện tượng trong quá trình con lắc lò xo đang dao động á, nó đang dao động đã đời vậy, bỗng nhiên tới một vị trí nào đó người ta giữ điểm cố định của lò xo, vậy dẫn đến thế năng bị gì? Bị này bị giảm đi ha mọi người. Ok ha. Ví dụ cho bài này ha. Đang dao động, lò xo ban đầu đang có chiều dài L. Tự nhiên nó giữ một điểm cố định. Và điểm cố định này cắt góc L2 cắt lò xo L1, vậy lúc này thành phần nào sẽ bị dao động? Thành phần dao động này L1. Còn thành phần nào khi giữ lại thì mất luôn cái dao động đó, thành L2. Nghĩa là bỗng nhiên L2 này nó rời khỏi cái chiều dao động này rồi, thì nó rời khỏi cái này luôn, nó mất hoàn toàn quyền dao động đó. Ok ha. Vậy trong phần này mọi người ơi, chúng ta sẽ phân tích bài này như thế nào, và lúc sau đó thì lò xo sẽ dao động với biên độ là nhiều. Rồi mình chia thành hai đoạn trước mọi người lúc đầu. Rồi vậy lúc ban đầu ra, vậy thì nếu như trong trường hợp ban đầu á, vậy thì khi ban đầu mọi người thì cơ năng của nó là gì á? Có dạng lò xo mà cái này là 1 phần 2 gì cả? 1 phần 2 như vậy. K, ok ha, độ cứng ban đầu là K, A gì? A bình, đúng không ạ? Nhưng sau khi giữ điểm cố định lại này, giữ điểm cố định lại thì rõ ràng rằng chúng ta sẽ có cái phần năng lượng mà bị gì? Bị giảm giữ lại không? Nghĩa là bị mất đi nha. Hay mình sẽ gọi đó là thế năng bị nhốt. Bạn ơi, gọi là thế năng bị nhốt của lò xo nè. Vậy nếu mọi người biết, nghe nè, đang ở một vị trí X nào đó thì bỗng nhiên giữ điểm cố định đúng không? Vậy thì thế năng ở một vị trí X bằng gì đây? Công thức thế năng bằng gì? Thế năng bằng như vậy, 1 phần 2 K gì? Cái mình là nguyên cái lò xo đang có thế năng ngoài X đúng không? Nhưng khi đó nếu giữ lại cách cái góc L2 thì đúng không? Biết thế năng bị nhốt là gì? Đáng ra nguyên cái lò xo đó, năng lượng đang có nguyên cái lò xo hay là 1 phần 2 K gì? Cái X bình không? Nhưng khi mà nó bị nhốt lại thì năng lượng phần bị nhốt là như thế nào? Đố biết. Mình sẽ coi coi là cái phần nhốt chiếm bao nhiêu lần cái lò xo đó. Vậy làm sao biết chiếm bao nhiêu lần? Mình lấy gì chi? Lấy L2 chia như vậy, chia toàn bộ L, nghĩa là mình sẽ lấy L2 chia như vậy, chia L, và đây chính là thành phần thế năng bị nhốt lại. Trong đó đây là tổng năng lượng đang dao động có nè. Các bạn đây tổng một hình cái xuỳnh của người đang ở vị trí X thế năng đang có như vậy nè. Nhưng vấn đề là khi giữ lại á, thì yếu tố bị mất đi là nguyên cái đống L2 này không? Và L2 nó chiếm L2 phần L của cái lò xo này. Các bạn, nên thế năng bị nhốt của người là L2 chia L nhân 1 phần 2 cái xuỳnh, đây là thế năng ngay lúc đó, thế năng tổng. Ok, được chưa mọi người? Đúng không ạ? Và dẫn đến một điều sau đó ha, vậy thì rõ ràng khi thế năng bị nhốt lại thì cơ năng còn như ban đầu đúng không? Không, vậy thì cơ năng lúc sau mình gọi W phẩy, nó sẽ bằng là cơ năng ban đầu sao nữa? Trừ đi thành phần bị như vậy, bị nhốt lại không? Và bây giờ quan trọng nhất là đề bài sẽ kêu các bạn là xác định biên độ sau khi đồng thế này. Câu gì hỏi người nghe nè, vậy thì cơ năng lúc sau là 1 phần 2 đồng được không ạ? 1 phần 2 nhân gì? Ồ, K cũng đúng nha. K không đúng. Lúc ban đầu ha, lò xo đang có đúng là K này, thằng này là K2 L2, thằng này là K1 L1, lúc sau ai là đứa dao động? K1. K1. Nên ở đây W phẩy là K mấy? K1 nhân gì vậy? A phẩy bình phương nhân. Đúng không? Đúng rồi. Còn thằng này là cơ năng ban đầu là 1 phần 2 K A bình, và thay vào phần thế năng bị nhốt đó là L2 phần L nhân cho 1 phần 2 K X bình. Rồi xong. Đúng rồi, đây là cơ năng bị nhốt lại. Đúng rồi. Nhớ nha, nó khác biệt cho K1 này là phần còn lại đoạn và biên độ cũng bị đổi luôn. Ok, hai rồi, mọi người ghi chú cho trước rồi thôi. Vậy đây là toàn bộ và dạng toán liên quan đến giữ điểm cố định như là sao. Bài này ra 10 năm rồi, anh mình không biết ra lại không, vẫn học thì được, để có ý tưởng như vậy. Lúc xem chưa đi học nữa. Lúc không mấy tháng 10 năm. Rồi sau đó bạn xong mỗi bạn đọc đề câu số 1 với câu số 2 à. Thank you.
nào. Rồi ok, bây giờ con số 1 rồi. Rồi bây giờ thử con 1 ha. Con 1 mình thử xem mình con số 1 nha bạn. À, câu 1 mọi người chú ý mình ở câu số 1 mọi người ơi, thì người ta bảo rằng là đang ở cân bằng thì người ta giữ điểm chính giữa. Mọi người đố biết cái gì đặc biệt đang giữ cân bằng thì điều gì đặc biệt nha. Câu 1 xong qua câu 2 luôn nha các bạn. Rồi suy nghĩ là bán câu C không đúng. Không đúng. C không đúng. Ở A thì anh thiệt đúng rồi. Chính xác. Ở biết sao của A không? Vấn đề là gì biết không? Ở đây ấy, gạch chân mình sẽ chỗ rằng là đi qua cân bằng thì giữ lại. Nhưng vấn đề ở chỗ rằng là vì qua vị trí cân bằng nên đố biết thế năng tại cân bằng bằng bao nhiêu? Bằng không. Ủa vậy giữ điểm của lại thì nó có ảnh hưởng như thế nào không? Không. X bằng không mà rõ ràng thành phần nhốt bằng mấy luôn? Bằng không. Hay nó khác là qua cân bằng thế năng có đổi đâu? Không đổi. Và khi thế năng không đổi nghĩa là cơ năng lúc sau bằng cơ năng lúc gì? Lúc đầu. Đúng chưa? Đúng bạn, thì qua chỗ này mới giữ điểm chính giữa. Và các bạn ơi, nếu như ban đầu độ cứng là K đi, giữ điểm cứng chính giữa lại thì độ cứng thành bao nhiêu K? Lúc này chiều dài teo lại còn nữa thì thành mấy K vậy? K chiều dài giảm một nửa mà đúng không? Vậy thì lúc này thành mấy K vậy? 2K, ok ha, mình là 1 phần 2 nhân cho 2K nhân cho A phẩy bình phương vậy. Đúng rồi. Đúng rồi, còn bên này nó sẽ là 1 phần 2 K mình ban đầu ha. Vậy mình triệt tiêu được những yếu tố kia, mình suy được A phẩy bằng A chia cho 2. Rồi tiếp tục bạn làm câu 2 luôn. Nhớ là ở đây là vì qua điểm cố định ở ngay cân bằng nên thế năng bằng không mọi người. Rồi tiếp tục qua mình câu số 2 luôn. Rồi câu 2 thì suy nghĩ cho một thời gian suy nghĩ thử trước đó mọi người. Rồi, tự suy nghĩ nha, tự bắt một chỉ.
nhiêu? Cấu. 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 Ủa không C hay câu D gì đó gọi là cấu. Rồi giờ chu kỳ ta nhiêu rồi tính thì chu kỳ ta đã bị phận 5. Vậy cái thời gian 7 pi phần 30 là bao nhiêu lần chu kỳ ạ? 7 t phần 6 và 7 t phần 6 lần 2 tan tách được thành là 1 t cộng cho t chi mấy? Cộng 1 phần 6 t đúng không? Và 10.000 lần nữa vậy rõ ràng là tại vì t bằng sau một vật nên là biên không? Vậy thì phải sau một chu kỳ t nó vẫn có biên chưa? Và từ biên này về tới t phần 6 thì từ biên tới vị trí nào là t phần 6 vậy? Vị trí a phần mấy? A phần 2 chờ. Và ngay tại vị trí x bằng a chia 2 này người ta bắt đầu giữ điểm cố định, nghĩa là lúc này thế năng lò xo ngay tại chỗ t chia 2 này nó thế bằng gì đó? 1 phần 2 vậy bạn? K x phần mà x lúc này là a phần mấy? A phần 2 là phương diện đúng rồi, thế năng tương ứng ở ngay cái chỗ mình mới giữ. Vậy mình theo cái cơ năng bên trở nha. Vậy thì cơ năng lúc sau là 1 phần 2 nhưng các bạn phải ghi là mấy k? Giữ điểm cố định mà ở giữa, lúc chính giữa luôn là mấy k bạn? Chính giữa mấy k vậy ạ? 2k rồi. Và lúc này nó là a phẩy bình phương nè. Đúng chưa? Bằng cơ năng lúc đầu là 1 phần 2 k ban đầu a bình, nhưng thành phần bị nốt là bao nhiêu lần? Nó bị giữ một nửa lò xo rồi thì thế năng bị nhốt, thế năng của toàn bộ lò xo đúng không? Vậy một nửa bị nhốt thì thế năng còn lại là gì? Một nửa thôi. Nghĩa là 1 phần 2 cái thành phần mà cơ thế năng mà bị nhốt rồi đấy rồi. Và 1 phần 2 k nhân a chia 2. Đúng không ạ? Wow. Các bạn triệt được k các vế, các bạn tính được a phải theo a chưa? Đúng không ạ? Vậy suy ra a phải theo a. Đồ bạn quan trọng nhất là tại vị trí x này, ngay chỗ vị mình giữ lại á, x bằng 2 thì thế năng của nó là 1 phần 2k nhân a phần 2 tức là a bình phương. Đồ bạn thì ngay chỗ đó mình giữ cái nửa thì nó mất đi một nửa phần năng lượng của lò xo rồi. Nè, như vậy thôi. Câu rì. Bằng a thì em quên là căn 7 chia mấy? Chia 4 chia 2 chia mấy? Căn 7 chia 4 thôi. Ok, thì nó mới là câu đó hay dễ rồi, quá dễ luôn hả? Đâu rồi, bài học cực kỳ đơn giản luôn. Vậy mốt bạn đổ thành lò xo không nằm theo phương ngang mà đổ thành lò xo đang ở phương thẳng đứng mà giữ điểm là được không? Được nha. Được nha mọi người, được. Vấn đề là thế năng ở đó không còn là kx bình nữa là k gì ta? K lên tay l bình phương nhớ các bạn ơi. Thế năng là k lên tay l là vuông, thế năng là không cộng x các bạn. Rồi ok, vậy qua phần tiếp theo các bạn ơi. Đây là phần mở màn cho một cuộc đời mới mọi người. Hiện tượng liên quan đến lại kích thích dao động bằng lực. Rồi, kích thích dao động bằng lực các bạn ơi, ok. Rồi các bạn coi kỹ lại câu này, thắc mắc các bạn hỏi mình liền lập tức nha. Nhớ hỏi liền nha mọi người, đừng có giấu mình không biết. Biết định giấu. Rồi, kích thích dao động bằng lực nè. Bây giờ nghe rồi, vậy thì kích thích dao động bằng lực là sao ta? Chờ đợi xíu, chờ ngoài phút nữa. Thank you.
Rồi ok, bây giờ nghe ha. Vì kích thích bằng lực là sao bạn? Bây giờ nghe ha. Ý ở đây là gì? Thực chất ra là ví dụ như con lắc đang dao động theo một phương nghi thì cái lực mà con lắc chịu là lực gì vậy? Lực gì bạn? Lực đàn gì? Lực đàn hồi đúng không? Thì trước khi nói bài này ha mọi người ơi, cái vấn đề là gì đối với người ở vị trí cân bằng là gì? Thế nào là vị trí cân bằng? Hy vọng có người trả lời được. Cân bằng là gì em có không? Vị trí cân bằng là gì? Đúng rồi, chính xác con ơi ha, vị trí cân bằng ha. Ôi nhớ thì giỏi vậy. Đó là vị trí mà hợp lực bằng mấy bạn? Bạn không thấy tại đó lực kéo về bằng mấy người? Bằng không ha. Bằng người nhìn nè mọi người, vì rõ ràng trong quá trình dao động như thế này ha mọi người, thì rõ ràng rằng á, nếu như con lắc nằm ngang đi thì nó chịu lực gì? Chịu lực gì thôi à? Lực đạn bạn hồi đúng rồi. Và nếu như vậy ha, nếu con lắc nằm ngang nè, đúng không ạ? Thì rõ ràng là mình chỉ có một cái lực duy nhất, đó là ép đàn hồi, và lực ép đàn hồi bằng mấy? Bằng không, nên vị trí cân bằng chính là nơi delta L mấy luôn. Bằng không, đúng không ạ? Nhưng khi có ngoại lực vô thì vị trí cân bằng nó có còn nằm ở ngay vị trí không biến dạng hay mình hay gọi là vị trí tự như vậy? Tự nhiên không? À, mình học bài toán con lắc chịu ngoại lực chưa? Con lắc lò xo nha, chịu lực mình học chưa? Ngày xưa mình học con lắc tương đồ kiểu thôi đúng không? Nhưng lò xo vậy là mình học chứ bạn? Học rồi. Biết cái ngoại lực mình học là gì không? Không phải lực cản luôn. Thay vì lò xo nằm ngang á, mình chúi đầu lò xo xuống thì bỗng nhiên có một ngoại lực khác xuất hiện, đó là như bạn? Trọng lực B. Ok rồi, và nếu như vậy á, nếu con lắc lò xo á mà đặt thẳng đứng đi các bạn, thì lúc này con lắc chịu mấy lực? Trọng lực B và lực đàn, đàn hồi. Vậy vị trí cân bằng là vị trí tổng hai lực bằng không đúng không? Hay nó khác là về mặt độ lớn hai lực này như thế nào nhau? Ở đây là bằng nhau ha. Vậy rõ ràng hai người đó là F đàn hồi sẽ bằng với lại trọng lực bề chưa? Đó là nơi cân bằng ha. Và khi đó các bạn nhìn luôn người ơi, mình hồi xưa có chứng minh cho người là K hay là không bằng M gì? MG mình hay nói rằng là vị trí cân bằng nó sẽ cắt vị trí tự nhiên một khoảng là MG chi các bạn? Chi K không? Đó là cái mà mình đã học ngày xưa đúng rồi mọi người. Đúng không ạ? Vậy thay vì trọng lực là phương thẳng đứng như vậy, bây giờ các bạn tưởng tượng và toán nó thay vì thẳng đứng có ngoại lực B đúng không? Thì mọi người lật nguyên cái lò xo thành nằm ngang. Nhưng lúc này lò xo bỗng nhiên có một cái ngoại lực F xuất hiện. Được chưa? Nghĩa là thay vì bình thường á ta chỉ có lực đàn hồi thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình còn lực F nữa, thì dẫn đến vị trí cân bằng khi này nó có bị thay đổi không? Có không? Có. Rõ ràng nó thẳng đứng thì là cân bằng nó bị đáng ra là tự nhiên đúng không? Nhưng mà vị trí cân bằng bị tuột xuống sau tự nhiên một đoạn đây là không. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng có vị trí cân bằng mới ha mọi người, ok ha. Và bây giờ vị trí cân bằng mới là như thế nào? Lực F kéo vậy thì vị trí cân bằng sẽ là từ phía lực gì bạn? Lực F ha. Bây giờ mình gọi đây là vị trí O mới, O mở là O mới, được bạn? Ok chưa? Còn cái O này gọi là OC về O cũ, được không ạ? Và cái khoảng cách OC, OM tính bằng cách nào? Vị trí cân bằng chính là vị trí mà lực đàn hồi và lực F nhỏ nhau cân bằng nhau không? Nghĩa là mình sẽ có rằng á, lực đàn hồi bằng gì ha? Hai mặt hai bằng gì bạn? Bằng gì? F rồi vậy suy ra cái đàn hồi bằng cô đọc đi nè, đọc đi K delta L không, ok ha. Và bằng ở đây F chính là gì bạn ơi? À F chính là F là gì? Là lực F, mình chưa biết là lực gì. Đúng không? Ok ha, chưa biết là lực gì ha. Và từ đây mình hoàn toàn suy ra rằng là cái vị trí cân bằng mới cách vị trí ban đầu một khoảng là F chi gì vậy? Chi cao, vì khoảng cách này chính là F phần gì vậy? F phần cao. Ok chưa mọi người, ok không? Vậy dẫn đến khi có ngoại lực, cái tâm dao động nằm ở OC, OM. Cái tâm dao động nó nằm đâu vậy? OM. Nhưng quá trình này bỗng nhiên ngừng lực thì tâm dao động biến về đâu? OC. Ok chưa? Vậy bây giờ ha, cái dạng toán thường hay hỏi mọi người như này ơi, đang dao động vui vẻ với ngoại lực F, bỗng nhiên người ta ngừng tác động lực. Đúng vậy, ok không? Và giả sử luôn nha, nếu dao động dưới ngoại lực đi thì tâm dao động tâm nào? Tâm mô gì? OM đúng không? Mà giả sử như là khi cái nơi mà ngừng lực á, nó lại cách vị trí này một đoạn là X nha mọi người. Vậy đối với mọi người biết khi ngừng phát động lực thì vị trí của vật khi đó bằng gì? Bằng gì?
đang rộng rồi ơi, đó là đang rộng anh tổ mới nè, với ngoại lực đúng không? Thì đang có Little X. Nhưng khi cắt do đầu một cái, cắt lực một cái thì lúc này vị trí này thành gì? Lúc mà ngừng lực á thì là sỏi ô như vậy. OC và dẫn đến lúc này vị trí của nó có phải là vị trí X ban đầu nhưng nó cộng thêm một lượng là như vậy. Nên đang là không được. Đúng rồi, đang cái động mà ngừng lực thì lúc này cân bằng của mình không còn C so với OM nữa, mà mình phải so về O gì? OC. Nhưng vẫn cộng V nữa rồi. Hồng. Đang cái động mà V nó ảnh hưởng gì đâu mà quá ha. V của nó sẽ không đổi nha, V của nó như bình thường các bạn. Và người ta sẽ hỏi người là vậy thì vị trí cân bằng đó, vị trí biên nó còn giống O mới được không? Không còn giống O mới nữa, và ta sẽ có biên độ mới A phẩy tính bằng công thức gì ta? Mình công thức gì vậy? Công thức độc độc lập nè, mình có là X phẩy bình cộng B bình chia O gieo bình mở mặt. Thì mình sẽ tìm được biên độ mới lúc sau. Dạng toán hay gặp nhất đó là đang dao động bỗng nhiên ngừng tắt lực. Ok ha mọi người. Rồi ok. Rồi thì mọi người ghi chú vào phần giải thích hiện tượng xíu rồi về. Rồi sau đó các bạn đọc luôn đề mình câu số 2 rồi. V ổ ảnh hưởng, lúc mà lực tác động lên thì tác động lên thế năng, động năng không bị gì tác động gì đó. Lúc mà mình lực hay không đó là ảnh hưởng tới K, đây là thế năng của nó, động năng hay không. Vận tốc tức thời sẽ không thay đổi. Khi nào mà có lực ma sát hay gì đó tác động thẳng vô thì nó ráng V max sẽ nó là sao OC, V max lúc sau. Rồi xong rồi mọi người đọc mình câu số 2 trang 19 nha các bạn. Ok. Nhớ nha, có hai đoạn nha, nếu có lực thì dao động với OM ha, còn không có lực thì sẽ là O như vậy, OC. Làm sao ta? Xong xong đề chưa? Hiểu đề nói gì không? Thằng kia có sai sai sách không? Ủa có em? Coi chung với Phú Nguyên đi. Bạn xấu gì? Rồi làm sao đây mọi người? À, cái đầu tiên nhà hướng dẫn nghe. Bây giờ ban đầu giờ đang nắm đầu vậy? Ở thời điểm ban đầu vật đang nằm ở cân bằng cách điện của bạn coi ha. Ban đầu vật đang nằm cân bằng nghĩa là lúc đó nó có di chuyển gì chưa?
chưa, nghĩa là ban đầu vẫn cái nào mới cân bằng thì đủ bài ban đầu đâu, thấy không? Khi vật nằm cân bằng, nghĩa là vật cái những nghiêng nằm cân bằng ha. Cách điện thì xuất hiện một lực delta T. Đủ bạn ơi, thêm đề chút xíu nha mọi người. Bao quanh là điện trường rồi. Sau đó ngừng tác dụng lực thì con lắc. Sau đó vẽ dưới mọi người. Sau đó ngừng tác dụng lực thì con lắc dao động với biểu đồ tam sàng. Sau đó khi ngừng tác dụng lực thì con lắc sẽ dao động với biểu đồ tam sàng. Rồi vậy nha, vậy đây là lúc ban đầu đang nằm ở vị trí cân bằng đúng không? Là ô bình thường. Nhưng bỗng nhiên đang nằm yên cân bằng, bỗng nhiên có một đứa tác động lên là cái gì bạn? Bỗng nhiên xuất hiện một cái lực gì bạn? Lực ép không? Và biết rằng lực này là gì không? Điện trường thì đó là lực điện các bạn. Lực điện. Đúng không? Ok ha. Và dẫn đến một điều rằng là lúc đã có lực rồi thì nó còn dao động với oxy nữa không? Không, mà biết anh ô gì bạn? Ô mới. Và nếu mọi người biết lúc này oxy trở thành vị trí gì so với ô mới? Gì? Ô sao biết điện? Ủa gì xuất kỳ được không? Mắt gì biên? Mắt gì biên? Biết vì sao nó biên không? Bởi vì đề có câu là tại thời điểm ban đầu vật nằm cân bằng. Mà nằm cân bằng với là về mấy? Về mặt không? Mà ở đâu thì về mặt không? Ở biên âm. Nhưng lỡ xui bài toán đang ở vị trí x nào đó thì tức là bảo biên đúng không? Không. Ok mọi người, vậy dẫn đến bài này mọi người, OC này nó sẽ biến thành vị trí biên mới nha mọi người, đúng không ạ? Biên mới, đúng không ạ? Ok chưa? Và dẫn đến là bởi vì sao biên mới? Vì V ở đó là mấy bạn? Bằng không không? Và đây T bằng không. Vậy khoảng cách OCOM bằng gì đúng không ạ? F gì? F gì em? Gì cả? Đúng. Nhưng có điều rằng cái lực này chỉ tác động trong khoảng thời gian là bao lâu thôi? 7B căn mở trên K mà chu kỳ T là gì? 2B căn mở trên K đó không? Vậy đây là bây giờ chu kỳ 7 phần mấy? 7 phần 2 chu kỳ. Hai nó khác một tắc được thành là gì vậy? 3T cộng 0.5T. Vậy ban đầu đang ở biên âm đúng không? Nếu như 3T thì giờ cũ, nhưng mà lên tới nửa chu kỳ sau nghĩa là nó đi tới vị trí gì vậy? Biên gì? Biên, biên dương A mới. Đó. Và khoảng cách này nó cũng là gì luôn? F chia gì cả. Đúng không? Và lực nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian này thôi. Ung tự nhiên tới đó nó ngừng được. Đố biết lúc này vị trí A mới này biến thành vị trí gì? Cũng là gì luôn? Là biên. Vấn đề là bởi vì ở biên thì về là mấy bạn? Về là không không? Đúng không? Và khi tắt lực rồi nha, thì cân bằng của mình lúc này nó không còn là ô mới nữa, mà biến còn về ô gì bạn? OC. Vậy thì so với vị trí OC thì biên độ của nó là bao nhiêu lần? Có phải là 2 lần của F gì cả không? Đúng không? Khi tới đây rồi nè các bạn, đúng không? Khi tới đây là mình nó tắt lực. Và khi nó tắt lực một cái thì biến thành dao động với vị trí cân bằng là ô cũ không? Mà này đã là biên rồi, biên là không mọi người. Tắt lực biên là không rồi các bạn. Thì nó cũng chỉ là biên ở trường hợp sau. Vậy lúc này cái 8 xăng này của mình là chính là bằng gì bạn? 2 lần F gì? Đúng không? Đúng rồi, đúng không? A à, cái là 8, F 2 là F chi K chưa? Và 2 lần F chi K ở đây á, F là lực điện mà nó gọi nên là 2 quy gì? 2 quy em gì á? Chi K. Đây các bạn tìm được độ lớn của quy. Đúng rồi, đấy mọi người. Nó ở biên cái ngừng lực một cái này thì cân bằng. Khi không có lực thì cân bằng của mình là cân bằng ô gì? Ô C không lực. Mà khi có lực thì cân bằng là ô gì bạn? Ô mới. Đó, xả stress bằng cổ đầu. Sau đó đọc lên cổ qua đề thi 2013 11 năm trước. Nó không được hỏi tạo. Micro cũng đông đúng không? Đáng là câu á. Các
con tiếp tục con ra. Đọc lại rồi suy nghĩ. Suy nghĩ. Có ba nghỉ nữa, có ba à, xem là có ba như thế nào hả? Có ba là đi được đi đâu? Thế là có ba người mới làm cơ thể, nên tại cơ thể có ba. Hồi tiết chưa đọc đề luôn, trời ơi, má ơi chưa đọc đề luôn. Rồi làm sao đây? Làm sao lên ơi? Rồi bây giờ con giao việc làm sao? À bây giờ con lắc làm sao có mờ có ca nhèo vô tiền trước thì mình cái gì nhỉ? Chu kỳ này gì nhỉ? Nhiều bi phần 10 à. 5 hả? Ok. Rồi chú kịp đây là bi phần 5 giây nha. Rồi bây giờ nghe mọi người ơi. Bắt đầu nghe hả? Đạt không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên tại cân bằng. Tại thời điểm T bằng 0 đang nằm yên tại cân bằng. Nghĩa là ở cân bằng là ô gì? Ô ban đầu không? Ô C không? Biết không anh? Biết không anh? Rồi ok mọi người, nhìn mọi người vẽ đây ha mọi người, ở tăng đầu mà đang nằm yên nghĩa là V ở đây là mấy luôn? Bằng không không? Đúng không? Rồi bây giờ nhìn này nha, nhìn nè. Nhưng lúc này tại đây bằng không thì tự nhiên bỗng nhiên có một lực F bằng 2 Newton xuất hiện mọi người. Có một lực F kéo qua 2 Newton xuất hiện mọi người. Và người ta thấy rằng là thời gian tác dụng lực F này T là bi phần mấy? Bi phần 3. Ôi mọi người ơi, bởi vì nằm đứng yên ở cân bằng thì lúc sau thì vị trí này biến thành vị trí gì vậy? V bằng 0 đúng không? Thì chắc chắn thì nó biến như thế này. Biến âm thôi nha, bên trái nha mọi người. Vậy lúc này khi có lực tác động nó biến thành vị trí cân bằng ô gì? Ô gì đây hả? Ô mới chưa? Đúng không ạ? Đúng giờ. Yes. Ngay đi đi hiện giờ đi thanh tra một số lớp học. Đúng rồi, ok mọi người, rồi bây giờ nhìn đó mọi người, nhìn vậy rõ ràng rằng á, cái bi phần 3 này nè mọi người. Vì trong thời gian bi phần 3 này nha mọi người, vậy đây là bi âm chưa? Đúng
Đúng rồi, hôm qua rồi. Đây là biên âm xó mới và biên dương nữa cháu ạ. Biên dương nằm phía bên nào? Phía bên này vậy? Rồi, bây giờ nhìn nè mọi người. Vậy trong thời gian biên phần 3 là bao nhiêu là của chu kỳ vậy? Bao nhiêu là chu kỳ mọi người? 10T chia mấy? Chia 3, phải bạn hoàn toàn tách được thành là 3T cộng T phần mấy nữa? T phần 3. Nhưng cái T phần 3 này các bạn tách tiếp được luôn. Là các bạn tách được thành như vậy. Nó chưa tới T phần 4 nè. T phần 4 cộng T phần mấy? T chia 10 mấy này? T chia 12 mọi người ơi. Đúng rồi. Thì khoảng thời gian này là khoảng thời gian có lực. Các bạn ơi, đây là khoảng thời gian có lực. Coi em. Được không? Rồi, coi nha mọi người. Vậy ban đầu đang lên bằng không? 3T với cũ không? T chia 4 là giờ ô mới không? Và T chia 12 nghĩa là biến thành vị trí. Cách vị trí này là vị trí AM chia mấy? AM chia chia 2 chưa? Đúng không ạ? Và rõ ràng AM là F chia K đúng không ạ? Đúng không ạ? Thôi ha. Và cái khoảng này mọi người ban đầu nó gọi là chính là F chia chia K. Đúng không ạ? Đúng rồi. Thì ngay lúc này lực bắt đầu tắt. Nhưng cho tớ biết tại thời điểm này mọi người ơi, tại thời điểm này thì rõ ràng ở thời điểm tắt ra nha, thì có phải là x của mình á, nó là a chia mấy? A chia 2 à? Đúng rồi. Nhưng vận tốc của mình là lúc này bằng gì nhớ không? Lúc mình về là gì mọi người? A chia 2 về là gì? Là gì? Về bằng về mắt 3 chia 2. Cái này phải nhớ nha, không nhớ thì giờ không nhớ thì chịu luôn á. V mắc căn 3 phần mấy? Phần 2 nhiều. Chịu không mọi người ơi? Đúng rồi. Rồi thì tại thời điểm đó bắt đầu ngừng lực. Rồi bây giờ nhìn mọi người, tại thời điểm đó bắt đầu người ta ngừng lực liền. Vậy đâu muốn biết khi ngừng lực lại dẫn đến không còn cân bằng OM nữa, mà vị trí cân bằng của mình là đâu vậy? Ô gì bạn? OC. Và số mọi người biết nha, ngay cái lúc mà ngừng lực biểu này nè, lúc này x của mình nó bằng gì? Nó có còn là AM chia 2 đâu? Không, mà nó là gì bạn ơi? Nó so tới tận ô gì? OC, nghĩa là bằng AM chia 2 cộng cho A. Đúng không bạn? So với bằng cũ mọi người, nó sẽ là A chia 2 cộng A. Là mấy A? Là 3A phần mấy? 3A phần phần 2 không? Nhưng vận tốc của nó có đổi thay gì không? Không, vận tốc của nó vẫn là omega A căn 3 chia gì? Chia 2. Đúng rồi. Vậy đề bài cần tìm biên độ mới như thế nào? Vì có x có v rồi, vì biên độ bằng gì ạ? A phẩy bằng căn cái gì? X phẩy bình cộng v bình phận ô bình. Và mọi người nhớ mọi người, x bình đó là 3A chia 2 tất cả như vậy. Các bạn chưa? Rồi, cộng cho V chia omega thì là A căn gì? A căn 3 phần 2. Tất cả mình tính là nhiêu? 2 bình là 4, 3 bình là 9, 3 thì 2 chia 4 là được 3 đúng không? Lấy căn thì được là A căn 3. Đúng rồi, phải không? Và A của mình là F gì? F chia K như vậy. Bọn điểm cao ngày xưa vậy đó. Nói gì? Sao A mà hết chi ca? Làm sao hỏi anh ta thôi. Sao nó quay? Quay được. Chết cờ. Rồi. Xin dễ ngủ quên. Cái số S cao, tại vì lúc này khối lực mới tác động đó, thì lúc này vị trí cân bằng không còn ô cũ nữa, mà biến bằng ô gì? Ô mới. Vị trí cân bằng là cái gì biết không? Là vị trí mà tổng lực bằng mấy? Cân bằng là vị trí gì? Vị trí hổng không di chuyển nè. Vị trí không di chuyển. Ở giữa. Ở giữa là sao mà của?
vị trí cân bằng là vị trí mà tổng hợp lực bằng không, ok ha. Nhưng lúc này bình thường cái người này ngồi ấy, nhưng lúc này khi có lực ép nữa thì vị trí cân bằng không còn cái chỗ cũ nữa, chỗ mới không. Giống như bình thường á, bài toán không lắc là sai, thằng đứng đi, đáng ra thì mở tự nhiên đúng không? Nhưng khi có trọng lực thì vị trí cân bằng sẽ bị gì? Tụt xuống một đại, là nên là không chưa? Đúng không? Vậy khi nằm ngang ngang bình thường thì đang ngồi nè. Nhưng mà lúc này có thêm một lực ép thì ép là một lực ép đúng không? Đúng không? Nếu mà ép thì có phải là K để ta L không? Còn ép chưa? Và vì cái mặt cũng định một lực ép gì K rồi sao? Ép gì K? Thì cái mặt ô mở với ông mới chưa có được. Nó ok chưa? À, bán là câu gì ta? Câu gì rồi câu? Câu A hàng người. Vậy vấn đề quan trọng nhất nghe. Vấn đề là các bạn phân tích cho mình trong bài toán cơ thể làm từng giai đoạn một. Và thiệt ra cơ thể mà khó nhất ở chỗ nào đó không? Đổi vị trí mặt. Nó không còn cái bằng cũ mới, nó đổi lung tung hết trơn á. Nên sẽ dẫn đến mọi người sẽ bị rối ra mọi người. Nhưng mọi người nhớ rằng ha, có một thứ không có đổi trong quá trình thay đổi bất ngờ vậy á. Là thứ gì không đổi bất ngờ bạn. Đó là về vì quán tính mọi người, em có thể giải thích quán tính đó là không có đột ngột thay đổi một tóc được liền. Độ bạn mình sẽ luôn luôn có cái V này không thay đổi, rồi đạt không thay đổi vậy. Nhưng có điều là khi đổi cân bằng thì X đổi không? Đổi. So với mới đó là chia 2, nhưng so với cũ thì là A chia 2 cộng với bạn. Cộng A rồi, rồi có ra phẩy được chưa? Rồi, trên cái đà đổi cân bằng liên tục như vậy ha, chúng ta qua thử đề một câu cơ thể dây nối vào người trang 25 câu số 2 vừa rồi. Để chúng ta xem coi một bài cơ thể real của mình mà thi trong đề nó như thế nào. Đề thứ 27. Câu này thầy không nằm, nó không nằm trong đề của thầy. Đúng rồi, nằm ở đây khác. Quá hình, chúng ta thì cũng làm rồi. Ngày xưa làm gì? Ngày xưa là làm ở trong câu của thầy. Không. Ngày xưa là 4 mã đề, là 4, có 4 mã đề gốc, nghĩa là tôi sẽ có 16 câu vần trị cao khác nhau. Xong rồi, nhưng mà sẽ có những câu vần trị cao, đề này thì vần trị cao dễ hơn, đề vần trị cao ok. Năm đó sẽ có 4 câu vần trị cao, nhớ là 1 là câu con mắt phướng đinh. Con mắt phướng đinh á, 2 là câu này. Cơ thể, 2 câu thể này. 3 là câu đồ thị khả năng này ngồi. Cái này 4 là một cái câu gì á, quên rồi. 4 là câu gì không? À, 4 là cái câu đồ thị thế năng này. Cái gì á? Cao dài còn năng động thì. Thì thôi cao không, bật mọi người vừa dùng cao của 4 cái mảnh thầy tóc á. Vậy còn là thì 4 cái thầy tóc. Hỏi anh dính câu này. Được, trời ơi. 8 à? Câu nào cũng kính rưỡi. Kỳ vậy. Kỳ vậy. Đáng khi được kính rưỡi nha. Quá thì hay vậy. Xong chưa rồi, quay hai người lại câu này và câu 7 của mình. Thôi, ok. Năm đó không sai lý thuyết là được. Tôi đảm bảo là làm xong là ta bổ lớn không thể nào sai ba năm câu được. Ba năm câu chắc chắn là đúng. Lại chắc chắn 38 rồi. Chắc chắn 38. Gì? Ba năm câu phải không? Ba năm câu rồi. Còn cái câu này là làm cho mình vệ sinh. Giờ sinh học chứ không phải là làm của nhà vệ sinh. Ủa là thầy đã có cái trò là mình lưu lại mấy cái thông số cho máy tính này. Giờ lắc á. Giờ lắc á. Bố hết đi. Ủa giờ bắt không? Hả? Giờ bị bắt. Thì thầy như giờ đó sao đấy. Mỗi người đi học theo hướng ga, người đi sinh sẽ rồi bỏ tóc, người đi luôn đảng. Đi sẽ bỏ tóc đi rồi sợ. Thì cái ở đấy là vô xong rồi thôi, thần ta làm gì. Trong 4 cái đề năm này thì câu này câu khó nhất. Câu này nền tảng cho những câu này, mọi người cố gắng đọc kỹ đề.
quẹo và nghe nè các bạn ơi, vì có phải từ đây ha, người ta kéo vật xuống dưới biên dương rồi
kéo xuống bên dưới không mọi người. Rồi bây giờ nghe ha, kéo xuống bên dưới. Rồi vậy câu hỏi đặt ra cho các bạn này, các bạn. Khi dây chùn rồi thì chỉ còn ai cái đầu? M nào thôi à? Chỉ còn M. M A. Và câu hỏi đặt ra khi nào dây chùn? Khi nào nhỉ? Dây chùn ở đâu? Tưởng tượng sự kiện chứ được phong phú dây chùn ở đâu? Không biết ngâm cũng đúng, không biết ngâm gì hỏi chi trong nội vậy, dây luôn căng thì dưới mới ngâm mà vậy hỏi làm cái gì đúng không? Ở tân hoàng ô mắt gì ở tân hoàng? Tóc đổi dạng, tóc đổi dạng. Mình đang nói về lực căng dây tê nha, mình đang xét theo lực, tự nhiên mình xét bằng tốc độ hay là độ cứng. Rồi bây giờ nghe nè, làm sao dây căng, giờ tưởng tượng nha mọi người, giờ tưởng tượng nha, dây căng, A căng đúng không? A chịu đầu tiên là lực gì? Lực đạn, đạn hồi hay là trọng, trọng lực B mọi người, ok nè. Nếu như mà cái trọng lực B chính là lực căng dây đang kéo này xuống không? Vậy nếu lực căng dây luôn luôn hướng xuống chưa? Đúng không? Và dây chỉ căng khi hai ngàn đều hướng gì? Hướng lên, vậy mới căng được không? Vậy mọi người nghe nè, lực đạn hồi từ dưới nè, từ dưới và ở dưới hai người thì lực đàn hồi kéo một bên nên khiến cho dây ngày càng nó cũng căng 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 đúng không ạ? Và dây sẽ dây đang căng các người ơi ha, các người nhìn lại nha, lực đàn hồi kéo lên nè, thấy không, kéo lên nhưng mọi người nhưng sẽ tới một lúc ở đó lực đàn hồi còn kéo lên nữa không, không nó đổi chiều lại nên dẫn đến dây sẽ bị bạn bị chùn đâu. Vậy thì vị trí dây bị chùn là khi nào? Dây sẽ luôn căng khi hai lực đầu hai bên nó kéo căng này ra, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ bị chùn lại nên chỉ có một thằng được hướng lại là đổi chiều lên cho mình. Vậy đâu là nơi lực đổi chiều? Không phải cân bằng. Nơi lực đàn hồi đổi chiều chính là vị trí tự nhiên, không phải. Đúng không ạ? Lực đàn hồi mà, đúng không ạ? Lực đàn hồi đổi chiều thì sẽ làm kéo xuống, là nó giật xuống là cái tia bị bẹp, bị chùn vô chưa? Nên do đó người vị trí chùn chính là vị trí tự nhiên, đúng không? Đây là cái khó nhất các bạn giải được này. Ok chưa? Vị trí mà cái dây bị chùn lại á chính là vị trí tự nhiên. Ok ha. Rồi vậy dẫn đến một điều rằng á, vậy mọi người ơi, vậy rõ ràng là chúng ta sẽ phân tách và liền thành hai cái đoạn chính đúng không? Một á là vật đi từ biên dương về tự nhiên, lúc đó mấy đứa cùng dao động? Hai. Vậy số hai đó là trên tự nhiên thì dây bị trùng rồi, nghĩa là lúc này chỉ còn ai động thôi. A dao động rồi chưa? Đúng rồi. Nên mà mình phân tích nha mọi người, giai đoạn số 1. Rồi giai đoạn 1 mọi người, rồi giai đoạn 1. Rồi khi mà hợp thiên từ là biên dương về ô phẩy mọi người, đúng không ạ? Rồi lúc này mình đã có sẵn trước rồi đó bạn ơi, delta l không hai b của mình là bằng bao nhiêu? 4 cm. Rồi cái lượng là 4 cm. Khoai nha, rồi khoai nha, để ý tiếp này, tiếp. Vì các bạn nhìn nha, ban đầu kéo vật từ chỗ này, chỗ sẽ kéo xuống đây sao cho lò xo giãn như sao? 9.66 không? Mà người ta sắp xỉ luôn là 4 cộng 4 cộng 2 đúng không? Vậy thì giãn xo cho ai? Giãn né xo cho ai? Ồ phải, mà đây là 4 rồi nên có phải nguyên cái đống này chính là như vậy? 4 cộng 2. Và các bạn ơi, nói lại nha, đây là vị trí cân bằng nha các bạn ơi, ứng với hai đứa là OAB. Đúng rồi, ok không? Được chưa? Vậy rõ ràng ở đây mọi người ơi, vậy lúc này các bạn nhìn nào mọi người, vậy lúc này vị trí XO phẩy của mình biến thành vị trí gì? R phẩy của đây. XO phẩy lúc này là vị trí gì đâu biết. Vậy bài này kéo xuống cái biên độ ấy đúng không ạ? 4 căn 2 chưa? Vậy cái tọa độ XO phẩy lúc này là tọa độ A căn gì bạn? A căn 2 chia 2 mọi người, nghĩa là tọa độ XO phẩy lúc này chính là A căn 2 phần 2 không? Đúng rồi. Vậy đố biết lúc này vận tốc của vật khi nó leo tới ô phẩy, vận tốc của nó là bao nhiêu luôn? Cũng là omega gì vậy? A căn 2 chia 2, nhưng ở đây thầy ghi thật kỹ cho mọi người nghe nha. Omega lúc này của mấy đứa?
hai đứa cùng cái đầu hay ghi là omega AB được không bạn? Được chưa? Và nó là bởi vì vuông ra mà nên là biên cho mọi người cân bằng tính từ O đến số đúng không bạn? 4.2. Vậy các bạn biết mình một việc kia tính mình vận tốc của bạn là gì? Vận tốc omega là chỉ tính mình không? Omega là gì ta? Căn ga khi 1 là 2. Omega khi cả hai thằng đều động luôn rồi. Chứ là 1 cả 2 đều động. Bao nhiêu rồi? 5 cả 10 đúng không? Rồi thì người thế vào cho mình biết được cái này V không phải là gì. Omega có rồi đấy. A là 4 căn 2 chia 2. Tính trước một thời gian đi. Nhiều này dễ này, dễ này nhiều. Nhiều này nhiều người. Đang ở biên về ô phẩy thì nó dao động mất một khoảng thời gian nhiều. Để bạn kêu tìm thời gian lúc thả tới khi nó lên trên đỉnh mà đúng không? Là nhiều người ơi. Biên dương về các bạn tên chi mấy? Biên 4 từ đây về A căn 2 phần 2 tên chi mấy? Chi 8 không? Và ở đây mình có đó là T. Ê, T lúc này của mấy đứa? Hai đứa đang cùng đi động nhau rồi, anh ghi luôn là TAB đó các bạn. Chia 4 cộng TAB chia 8. Rồi mình sắp xỉ mình đi bao nhiêu rồi? Nó bằng là 3 phần 3 đúng không? 3 phần 8 nhân 2 bi nhau rồi. Nhưng mà căn lúc này là của hai đứa luôn nha. M1, MA cộng MB chia K. Số 6 nó kể cho số này. Như vậy 0.15. Rồi cái này nó phải làm được tới tiếp. Và dẫn đến một lượng rằng á, đó là cái vị trí cân bằng mới delta L0 lúc này như delta L0 vậy ạ.
đời không A không rồi là M A G chia chia K thứ mình coi nhiều vậy. Đổ ra xe, đổ xe máy kìa. Máy sạc. Và omega lúc này cũng chỉ là omega A thôi nha, là căn K chia M A. Bao nhiêu? Một sắp xỉ phân số thì thế. Phân số là mấy? 4 phần 3 xăng. Đúng rồi. Nghĩa là lúc này cân bằng này cân bằng có 2 phần. Nhưng mà khi qua ô phẩy á, cân bằng không còn nằm ở đây nữa mà thành chỗ nào các bạn ơi? Ở cái chỗ ô này gọi là ô gì thôi? Ô A thôi nha. Đúng rồi, nó chỉ có thằng này thôi. Ô A của thằng này thôi. Và cái khoảng cách này là 4 phần mấy? 4 phần phần 3. Ui gì nửa cân bằng rồi dẫn đến có phải nó sẽ gây trùng ngay đâu các bạn? Không phải rồi. Chỉ biên độ của nó có còn biên độ của nó có còn là A như đâu đó không các bạn? Không, biên độ của nó chỉ còn là biên âm là trừ A phẩy. Giá bộ biên của bạn. Ok rồi. Rồi bây giờ nghe. Vậy nếu như đã đổi cân bằng rồi á thì liên độ lúc này là A có còn là A căn 2 chia 2 không? Nghe nha, lúc này liên độ còn là A căn 2 nữa bạn. Không, bởi vì cái A căn 2 phần 2 là so với hô gì? Ô A về. Đúng rồi. Vậy thì ở đây mọi người ơi, hiện nay vị trí ô lúc này mọi người nhìn cho mọi người, lúc này vị trí ô phẩy mới của mình á, cái ly độ của mình nó không còn là A căn 2 phần 2 nữa mà nó là sao mà mới vậy? Ô phẩy. Đây là ô phẩy rồi, dễ dùng không? Thì ngay lúc dây trùng sao mà mới vị trí là bao nhiêu các bạn? 4 phần 3 cm. Đố bạn thôi, bởi vì so với cân bằng mới này thấy không ạ? Đố bạn là OA, OA thì mình đang ở ô phẩy mà. Thì vị trí ô phẩy là cây thước dây trùng luôn là 4 phần mấy? 4 phần 3. Đố bạn, ly độ của nó so với lại vị trí cân bằng khi mà chỉ còn mỗi A thôi thì cân bằng cũng là OA. Và nó cắt tự nhiên là 4 phần 3. Mà vì nó sẽ trùng ngay cái lúc mà ô phẩy luôn đó, thì nó sẽ 4 phần 3 vậy. Đúng không? Nhưng cái gì không nổi? Cái gì không nổi? Ui, V của nó nổi không? Không, V của ô lúc này nó vẫn là bao nhiêu các bạn? 20 căn gì? 20 căn 10 cm dài. Đố biết đổi gì nữa? Omega nó còn là 5 căn 10 không? Không, omega nó chỉ có mỗi omega thôi là gì vậy? Tính cho mày. Căn K chứ mà A nữa. Bao nhiêu? 5 căn 30 và ơi nó lại là mười ơi. Ban đầu á 4 xăng, lúc mà chưa bị trùng á thì ly độ 4 xăng không, nhưng bị trùng rồi thì ly độ còn tụt xuống hơi nhiều rồi, 4 phần 3 bởi vì đã xoáy vô mới rồi. Và XVO có rồi, các bạn tính giúp mình A phẩy rồi đúng không ạ? Omega mới rồi, lúc mà A phẩy là bằng gì? Bằng căn của XO phẩy mới bình cộng VO bình chia cho omega bình 8 phần 3 xăng rồi. Rồi các bạn ơi, vậy 8 phần 3 xăng là cái đoạn nào biết không? Là vị trí biên mới không? Mà biên mới thì so với cân bằng mới, mà cân bằng mới ở đâu vậy? OA không? Vậy rõ ràng mọi người ơi, có phải mình có nguyên cái mặt từ đây đến đây mọi người ơi, nó cứ là 8 phần mấy? 8 phần 3 không? Vậy đố cái cậu biết luôn, nhìn nè, O phẩy, đúng rồi, OA rồi, đố lại O phẩy rồi mọi người ơi. Rồi, đang đầu là O phẩy rồi mọi người, đúng chưa? Nguyên cái đống này là 8 phần mấy rồi? 8 phần mấy rồi? 8 phần 3 rồi mọi người. Vậy ô phẩy là vị trí gì các bạn biết không? A chia mấy mọi người ơi? A nghĩa là lúc này ly độ ô phẩy mà so với cân bằng mới á, đó là vị trí A chia mấy? A phẩy chia 2. Vậy cái thời gian từ ô phẩy mà nó lên tới biên trừ A là bao nhiêu các bạn biết không? T phần mấy? T phần 6 mọi người. Vậy dẫn đến ta có mọi người, vậy ta có cái thời điểm T2 của mình chính là bằng T gì? Lúc này chỉ có ai đọc thôi hả?
chỉ có A di động thôi ha, nên là TA như vậy. Chữ 6 đó là 1 phần 6 2B căn M A chỉ cả. Cho mình sắp xỉ như xuống sáu kể là không đấy, không ba tám, không bách không ba tám đâu, gì không không bốn này, không bốn bốn này. Rồi thì đáp án mình là 015 cộng 04 triệu người anh thấy mình là 0.19 đáp án mình là ba. Dễ mà. Nó khó lắm. Bình thường. Ôi, đăng ký thử đi nào. Ủa, cái nó đăng ký được thì đúng rồi, cái gì đúng rồi. Ủa, trời. Chị ai tránh bài cho không ai phát đề ra trên đề rồi. Ai đứng ngồi tránh đề này không? Ai ra đề đăng ký. Thế đi, trời có thể để vô. Ủa, đăng ký sao rồi? Nghe rồi á. Đăng ký sao? Cứ nhớ lại anh xin nhà đi. Ok. Cảm ơn thử lại lớp rồi. Bài này mở rộng xíu ha. Cái gì còn có mở rộng? Đúng rồi, bài này còn mở rộng nữa, chưa ngừng. Cái này đề này thi năm đó ha, nhưng mà năm 2019 thì mấy đề mà bắt nó sẽ ra một số câu lại lại kiểu kiểu này nè. Thứ nhất hay trước khi vậy mình nói là tóm tắt sơ lược lại bài này có gì quan trọng bạn ơi. Cái quan trọng thứ nhất là bạn phải phân tích được hiện tượng và phân tích được hiện tượng dây chùn khi nào. Thiệt ra cái bài này mà so với đề tham khảo đề minh họa đề thi thiền năm ngoái á, thì so với đề thiết cơ hệ đề thiền năm ngoái á thì câu này khó hơn cơ hệ năm ngoái nha. Cơ hệ năm ngoái là cái cơ hệ hai vật cắn nhau nó còn dễ hơn cơ hệ này nữa. Để nó gắn nhau thì cắn nhau, gắn nhau hai cơ hệ gắn nhau à. Rồi bây giờ đối với cái này nó là người thứ nhất đó là quan trọng là dây chùn khi nào qua ô gì, ô phải là khi lực hồi đổi chiều làm dây bị chùn vô người ô ai. Cái thứ hai mình phải nhớ rằng là mình phân tích hai đoạn mà rõ ràng bài này khó nhất ở chỗ rằng là đổi gì, đổi cân bằng đồ ạ. Và ban đầu khi có hai vật cân bằng ô a thì ly độ là 4 xăng đồ ạ, thì vị trí lúc đó là một cái vị trí đặc biệt a căn 2/2 khác chưa. Nhưng nếu như mà với trường hợp mà khi lên tới ô phẩy rồi á, bỗng nhiên chỉ còn một đứa ra động thì ngay tại vị trí tức thời đó cân bằng đổi liền thành OA. Thì mình xem là coi là ly độ OA mới á, mọi người xem là ly độ mới là nhiều. Nhưng vấn đề là cái gì không đổi, cái mà mình có thể tính từ cái dạng một là tính từ cái vận như vậy. Tóc về bởi vì vận tóc sẽ không đổi nên thông thường khi đổi dao động, khi đổi cân bằng ta nên tính sẵn trước vận tốc ở giai đoạn đầu trước đã.
bởi vì vận tốc ngay đó sẽ không đổi. Ok ha, về không đổi. Nhưng lúc này mất đi một vật thì đổi luôn quý vị bạn. Omega đi mọi người. Nên đó từ XPO này mình có thể tìm được biên độ mới A phẩy. Và khi có A phẩy rồi, A phẩy sáu OA rồi mình biết được đây là vị A2 này, thì thời gian nó là T phần 6. Nhưng nói lại bởi vì chỉ còn một thằng thôi à, nên là T là chỉ là 2B căn mà chỉ cả thôi. Rồi và ngày như sau đổi mới. Hồi nãy giờ mình chỉ phân tích thằng A đúng không? Dây bị chuồn thằng B là sao? Cái thằng B làm gì? Ở thằng B là gì? Đứng yên chỗ hả? Đứng yên chỗ không? Không! Nói như thế nào biết không? Lúc mà tại ô phẩy thì BB làm gì? Cũng vậy đúng không? Đúng rồi, ngay tại cái khúc mà nó dây bị chuồn tại ô phẩy thì vận tốc B vừa tức thời cũng là 20 không? Bởi vì hai nói bạn nào cũng đang gắn nhau mà đúng không? Tới ô phẩy tách đàn rồi đúng không ha? Thằng B lúc này khi dây chùn lại thì dẫn đến trường hợp bé B này nè, thằng bé nó không còn gắn với A để động nữa. Vậy thì có A ràng buộc B nữa không? Không, B biến thành một thằng ném thẳng đứng lên. Đúng rồi, đúng rồi, ok ha. Ném thẳng đứng lên không? Và bài toán hay hỏi là khi A lên vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa A và B lúc này là bao nhiêu? Biết chiều dài sợi dây này là dễ. Hiểu này không? Rồi giờ mình phân tích cho mọi người. Ví dụ người này đây là A đây rồi đó, đây là B đây mọi người. Bây giờ nhìn nha, khoảng cách ban đầu giữa chúng là gì này? L. Vậy mọi người nghe nè, có phải mọi người nhìn nhá, từ ô phẩy có phải A lúc này đang nằm ở ô gì? Đang nằm ở ô gì vậy? Đang nằm ở ô phẩy không? Và tí nữa nó sẽ leo lên được tới biên nghiệm trừ gì vậy? Biên trừ gì? Trừ A phẩy không? Vậy thằng B thì sao ạ? Thằng B lúc này khi thằng này lên được ô, khi thằng này lên được A phẩy á thì thời gian lên là như vậy. Không muốn vậy. Lúc đó thằng B cũng đang ném thằng đứng lên rồi. Mà công thức biến đổi đều ném thằng đứng mọi người nhớ từ xưa ha. V bình trừ V không bình bằng. Bởi vì gia tốc âm mọi người ném lên mà nó là trừ 2GS. Hoặc là mình có V bằng V không cộng quên ném thẳng đứng lên là trừ GT. Hoặc là mình có gì vậy? S bằng gì? V không T trừ 1 phần 2 GT bình. Và mọi người ơi, có thời gian có 4 giây đầu nè, vận tốc đầu của B là mấy? 20 căn 10. Các bạn sẽ tìm được quãng đường thằng B nó hết được này trong 0.4 giây. Và lúc này khoảng cách giữa hai phần là đoạn nào các bạn ơi? Nó là đoạn từ trên này xuống đây là mặt cách này nhiều. Đúng không? Thằng này lên trên đỉnh này, thằng này lên được khúc thì khoảng cách của bậc này là tính nguyên đoạn đó thôi. Tính sao vậy? Lấy L cộng cái đoạn kia này sau đó trừ khúc dưới. Đúng rồi, đây là bài toán mở rộng thêm mà. Sau khi A đạt đỉnh thì khoảng cách hai bậc là bao nhiêu? Đúng rồi, nó là cầu này. Có ai là thằng này chưa? Có rồi. Cái gì vậy? Số thằng này vậy? Đúng không? Thằng bên ném thằng đứng lên mà. Ném thì nó không còn tương tác nữa thì nó chỉ có bằng tóc ném lên thôi. Ném lên là thấy không? Đố bạn thấy chị ném mà đứng lên chưa? Đố bạn thì thằng này nó vẫn di chuyển tiếp mọi người, nó đâu dừng lại đâu, nó vẫn bị ném đứng lên chút xíu rồi. Ok à? Và khi ném đứng lên chút xíu thì nó cũng đi được một cái quãng đường là SB. Còn thằng A thì khi nó ngừng lại thì lên được tới biên âm trừ A chưa? Đúng không ạ? Đúng rồi, đi lên được tới biên âm mà trừ A đúng rồi. Ok ha. Và lúc này khoảng cách là tính từ đây này đó lên đỉnh, thằng này tới khúc đúng bằng 0.4 giây là khi mình lên đỉnh rồi. Có ra cái này nè, chỉ hơi một bước nữa thôi. Chứ còn lại nền tảng là gì? Nền tảng cái này, đúng giờ. Thêm một bước thôi. Thêm một bước thôi. Giống như đề năm ngoái, cái đề của năm ngoái có chị người thi ấy, có cơ thể thì khoảng cách của vật khi vật A leo vật đứng. Đề năm ngoái gì không? Đề năm ngoái là cái đề con lắc lò xo đặt nằm dưới đất. Một vật nằm đây, vật đè ở trên. Trong quá trình giai đầu cũng phải là tới một bước đó thằng này sẽ dăng lên trời không? Đúng không? Thì lúc này cũng là bài toán đổi vị trí cân bằng không? Ban đầu là hai đứa mình có cân bằng là OAB. Nhưng lúc sau khi thằng này nhất ra khỏi lên như bằng OI thôi là OA thôi. Đúng không? Mà khi thằng này lên được vị trí cao nhất thì hãy tìm khoảng cách giữa hai bậc. Nó bắn là khi nào? Nó là năm ngoái. Hãy bắn là khi nào thì giờ suy nghĩ là bắn là khi nào? Tại sao nó bị ép xuống? Bởi vì từ hồi hướng lên không? Hướng lên chọn được hướng xuống nên nó sẽ bị ép xuống không? Chỉ khi nào nó không ép nữa. Khi lực đại hội hướng ngược lại mọi người, nó sẽ bị ép thì có hai người đối đầu nhau.
thì nó mới ép được. Nhưng mà lần đại hồi đổi chiều thì sao? Nó còn ép đâu. Tức là cái V thông là V của lúc đó đúng không? Đúng rồi, ngay cái V là lúc bắt đầu ra. Cái ý tưởng của năm ngoái y chang vậy luôn. Câu kể năm ngoái. À quên, 2 năm trước, à, đề bên ngoài năm ngoái chứ. Kể năm ngoái khó lắm, quên cái đề bên ngoái thì câu khác nha. Để làm sao. À, quên, buổi nói gì dân xa đấy. Có nè. Đây đề bên ngoài của năm ngoái. Đó, thấy không? Còn đề thi thiệt năm ngoái này nè. Ai thì nó ai? Sao nhìn giống cái búa vậy? Ờ là cái thằng này nó đang trượt trên một cái vật M. Có lực ma sát. Ờ nó ở cái con này đi. A, B, C, D, A, B, C, D, lựa lũi thôi hả? Ê nó rồi là cái này là để mình có tư duy phân tích nè các bạn. Để mình làm được câu 8 rưỡi nha. Đây là cơ hệ sợi dây mà có đồ thị. Có ai nhìn là cái này cho cái này đang làm khúc không? Em xui đi. Cho nên mọi người thấy là cơ hệ này sau cái đề minh họa củ chuối mà bữa bộ cho thì mọi người thấy là cái đề minh họa củ chuối bộ cho cái đề này khó không? Cái sự minh họa củ chuối đề cho bộ cho này khó không? Vậy không có gì ở hợp. Dễ hơn. Đúng không? Làm đâu có làm ra vậy. Rồi ok ha. Rồi giờ qua một dạng. Dạng cuối cùng mọi người cơ hệ khoảng cấp các bạn ơi, coi mình trang 21 mọi người. Trang 22 chứ hả? Phải coi mình câu 3 không hả? Rồi qua cơ hệ dễ nhất nha, cơ hệ khoảng cách chứ bạn ơi, cơ hệ khoảng cách bữa chỉ rồi á, bữa chỉ cơ hệ cách mà thằng ứng rồi á, nó dễ à, lộn ra khó hơn các bạn giờ làm nữa. Rồi câu 3 rồi làm liền này dễ ẹt nha. Cái này cực kỳ dễ luôn á. Rồi làm đi, ngồi suy nghĩ đi. Động não suy nghĩ câu 3 đi. Trang à. Sau này nghỉ. Cái cơ hệ hoàn cách này hôm trước mình làm là nó thẳng đứng ở trong đề số 1 thôi nhớ không? Đề số 1 nó khó hơn cái con này nữa. Bây giờ thẳng đứng nó có tên là không mà lại không có tên là không nha. Nó bây giờ mà người ta cho KB bằng 4K mà biết suy được omega B bằng mấy đồng K không? Omega B bằng mấy đồng omega? Omega bằng căn K chia M đúng không? Căn của K là mấy lần vậy? 2 lần omega A, hay mình gọi chung là 2 omega luôn nha mọi người. Đúng rồi. Rồi bây giờ nghe hai vậy mọi người ơi, trong quá trình này mọi người nhìn nè,
khoảng cách của hai cân bằng là D. Người ta bảo rằng là giữ sao cho lò xo A bị giãn 4 xăng. Rồi lò xo A bị giãn 4 xăng ha. Lò xo A bị giãn là vị trí gì luôn này? Vị trí biên là 4 không? Còn lò xo B thì bị nén 4 xăng. Đúng rồi. Vậy hai thằng này đều ở hai cái biên là 4 không? Này biên gì? Mình chọn chiều dương từ trái sang phải. Biên gì? Biên gì? Hào vào. Chọn chiều dương từ trái sang phải rồi. Đây là biên dương, vậy phía dương biên luôn này. Biên dương luôn. Đó nha. Ok ha. Đổi cái trục độ rồi nha. Khi nào hướng từ phải ra á thì mới là biên âm được chưa bạn? Rồi ok. Vậy mọi người ơi, mình chọn góc tọa độ ở đâu ạ? Mình lựa một đứa làm góc, mình lấy góc ở đâu cho nó tiện. OA là trùng với góc tọa độ O. Vậy XA bằng gì? Đọc đi, hàng và vô. Đọc. Biên mấy? 4. Vị trí gì? Biên dương. Omega là? Omega nhân nhân tè. Đúng không? Đấy, XA 4. Cốt mấy? 2 omega t. Cộng cái biên độ biên dương nha mọi người. Nào không? Nhưng thiếu gì? Thiếu gì? Thiếu khoảng cách giữa hai cân bằng của bạn. Bởi vì nó lệch tọa độ mà. Đúng chưa? Nó theo dưới đằng trước bạn. D. Đúng chưa? Phải không? Vậy viết được có hai phương trình giao động. Vậy thì bài bảo rằng là để hai phần không chạm nhau, điều kiện không chạm nhau. OAOB là khoảng cách của cân bằng nha, chứ mà khoảng cách trong quá trình nhảy động nha. D là khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng, chứ là khoảng cách của chúng trong quá trình nhảy động nha. Khi nào không chạm. Suy nghĩ đơn giản hay là suy nghĩ phức tạp nha, người suy nghĩ phức tạp á. Không ra đi cùng lúc mắt gì. Ủa thằng Biên Dương, thằng Biên này. Ủa mình ủa nó như là một cái trường hợp đặc biệt thôi à. Trong quá trình này nó có rất nhiều lúc không chạm nữa. Vậy muốn hoàn toàn không chạm thì sao? Vì âm như không chạm nhau. Đúng rồi, mà nó là một trường hợp thôi à. Mình cũng có thể đè lên nhau luôn. Vì âm như có đè nhau mà không có không chạm được bình thường. Nhưng mà khi nào không chạm. Ủa dễ mà. Ờ, X gì? Không chạm thì nào X A. Ủa khác XB đủ gì vậy? Cũng X cũng khác mà. Đâm xuyên nhau cũng khác mà. Cụ thể là gì? Thằng B nằm bên phần lớn, phần A nằm bên phần nhỏ không? Vậy để không chạm thì tọa độ XB nó sẽ luôn luôn lớn thì sao? Đúng bạn đúng rồi, tại vì nó bằng một cái là chạm liền chưa? Còn bé hơn là chắc chắn là đâm xuyên nhau rồi. Đúng bạn, ok. Nó không thể được bằng luôn, bởi vì khi đã bằng rồi thì sao bạn? Khi bằng nhau rồi thì sao nào? Khi bằng nhau rồi thì lại bạn nó đụng nhau như vậy, nên điều kiện là XB phải lớn xa thì được. Thằng B là phía bên trái trục, bên phải trục mà ngang trái rồi. Cháu có nghĩa là không bao giờ đụng được vô nhau. Đúng rồi, ok ha. Và mọi người ơi, vậy suy ra mình có XB là gì đây ạ? D cộng 4 cos 2 omega T. Đúng chưa? Thì lớn hơn XA là 4 cos omega T. Đúng chưa? Vậy rõ ràng mình muốn tìm gì ạ? D cho tìm gì? Tìm D không? Vậy D mình lớn hơn gì? 4 cos omega t trừ 4 cos 2 omega t. Mình chỉ mọi người giải cái này bằng cách nào nhớ không? Đây là dạng gì các bạn? Đây là bài toán dạng gì ạ? Mình giải tên một cũng được luôn, mọi người đọc kỹ đi ạ. Đây là dạng này, omega t 2 omega t. Mình áp dụng gì các bạn? Áp dụng vào công thức lượng giá gì các bạn?
cos 2x bằng gì ạ? 2 cos bình x trừ 1 không ạ? Đố ạ? Chỉ là cái vế phải này mọi người ơi, mình hoàn toàn tách được thành là 4 cos omega t trừ 4, thay vì ghi là 2 thì ghi là 2 vậy bạn. 2 cos bình omega t trừ mấy? Trừ 1. Nó dễ chỉ có tàn toán thôi. Không biết lý gì chưa? Đúng không? Bằng gì mọi người ơi? Trừ 4 nhân 2 là mấy? Trừ 8 cos bình omega t cộng 4 cos omega t trừ 4 nhân trừ 1 là cộng 4. Đúng không ạ? Đây là một thanh thức thuật 2 không? Mình đặt cái đống này là x rồi. Thế là x gì? X bình. Vậy thì cực trị của nó là gì các bạn? Cực trị của nó là gì? Trừ b chia gì? 2 à. Rồi trừ b là trừ 4 rồi đúng không? Chia 2 a là 2 nhân trừ 8. Cực trị là nhiêu? 2 phần 8 là 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4 đúng không ạ? Vậy lúc này mọi người cái min nhất của nó là gì? Suy ra cái đống này là trừ 8 nhân cho 1 phần 4 là 0,25 bình cộng 4 nhân 0,25 cộng 1 là gì? Sắp xỉ mấy? 4,3 4,5 D lớn của 5 là bán là gần nhất là cái gì nhỏ nhất có thể có trong cái bán là gì? 4,3 4,6 đó là to. Ô C rồi dạ. Đi coi dễ nghe nè. Nó là cơ hệ khoảng cách thứ dễ nhất cuộc đời này nha. Cơ hệ cho hai hợp cân tìm khoảng cách dễ cực kỳ luôn nha. Đố bạn nó siêu dễ luôn các bạn. phải cộng thêm chiều dài lò xo nữa đúng không ạ? Và khoảng cách giữa hai này là đường gì? Nó đường như này, nó là đường chéo không? Thì muốn tìm vào cái khoảng cách này thì phải dùng beta lò, lúc này nó là 3/4 cộng x xa đúng không? Tương tự cái này là chiều dài dây lò 4 cộng x bề rồi, thì lúc đó mình cày lấy ra chiều dài lò xo thì là 4 sao? Ok ha, rồi bây giờ mình làm thêm cái chỗ này ha. Cơ hệ chưa xong rồi, còn khá là nhiều dạng cơ hệ khác nha các bạn. Mình sẽ gặp trong đề nữa ha.